Giờ mình sẽ làm nhạc bài liên quan tới hội tụ nhé. Và đây là chuỗi đánh dấu. Mình sẽ giải thích chuỗi đánh dấu và áp dụng nó vào chuỗi cụ thể để cho các bạn hiểu rõ chuỗi đánh dấu hoạt động như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ có một chuỗi, tức là sigma, đi từ N bằng K tới vô cực của AN. Vậy mình có thể viết là, hay mình có thể viết lại là AN. Mình sẽ viết là AN bằng với trừ 1 mũ N nhân BN, hoặc là AN bằng với trừ 1 mũ N cộng 1 nhân BN, tại BN lớn hơn hoặc bằng 0 cho tất cả N ở đây. Vậy với tất cả các số nguyên N lớn hơn hoặc bằng K, nếu như tất cả đều đúng, và mình biết hai điều nữa là, và mình biết đầu tiên là lim của N tới vô cực của BN sẽ bằng 0. Thứ hai là BN là chuỗi số giảm. Ở đây sẽ là chuỗi số giảm. Vậy mình sẽ biết là chuỗi vô cực ban đầu sẽ là chuỗi hội tụ. Tới đây thì mình sẽ thấy là nhìn có vẻ mọi thứ hơi trừu tượng. Giờ mình có thể sử dụng một chuỗi thật để làm vấn đề rõ ràng hơn. Tiếp theo là mình có sigma ở đây. Mình có sigma từ N bằng 1 tới vô cực của trừ 1 mũ N tất cả cho N. Mình có thể phân tích ra để mọi thứ rõ ràng hơn. Khi mà N bằng 1 thì đây sẽ là trừ 1 mũ 1. Thật ra mình có thể viết nó là, mình sẽ để ở đây thành trừ 1 mũ N cộng 1 chia N bằng 1. Cái này sẽ bằng trừ 1 bình trên 1. Cái này sẽ là 1. Khi N bằng 2, ở đây sẽ bằng trừ 1 mũ 3, sẽ bằng âm 1 phần 2. Vậy sẽ là trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng trừ. Và nó sẽ tiếp tục như vậy. Giờ thì mình có thể viết lại AN như này. Mình có thể viết lại AN của mình để mình làm cho. Vậy. Vậy AN sẽ bằng trừ 1 mũ N cộng 1 trên 1. Đây rõ ràng là bằng trừ 1 mũ N cộng 1 trên N. Vậy là mình có thể nói là cái này ở đây có thể là BN. Cái này ở đây là BN. Mình có thể kiểm tra là BN có thể lớn hơn hoặc bằng 0 với mặt N. Vậy BN sẽ bằng 1 trên N. Cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 với bất kỳ giá trị dương N nào. Vậy lim ở đây là gì? Lim của BN là gì khi N tiến tới vô cực? Để mình viết nó qua đây. Lim của 1 trên N khi N tiến tới vô cực sẽ bằng 0. Vậy mình đã thả điều kiện đầu. Vậy đây chắc chắn là chuỗi số giảm. Khi N tăng thì mẫu số sẽ giảm. Với mẫu số lớn thì mình sẽ có giá trị nhỏ hơn. Thì mình cũng có thể nói 1 trên N là chuỗi giảm với tất cả các N. Vậy điều này đã được thỏa mãn luôn. Dựa trên cái này sẽ luôn, phần ở ngay đây sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng lim ở đây với 1 trên N hay BN khi N tiến tới vô cực sẽ bằng 0. Đây là chuỗi số giảm, từ đó mình có thể nói chuỗi số đầu chắc chắn hội tụ. Vậy N bằng 1 tới vô cực của trừ 1 mũ N tất cả trên N. Cái này cũng khá hay, bởi mình cũng đã thấy nếu như tất cả đều là số dương, nếu như các số hạt đều dương, mình sẽ có chuỗi điều hòa. Và cái đó thì không hội tụ, nhưng ở đây lại có các giá trị âm
Thật ra mình có thể chứng minh cái này có thể hội tụ bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác. Nếu như mình có thời gian trong phép thử so sánh liêm, mình sẽ cho nó ra ngoài. Này cũng là một cách làm hay, vì nó có vẻ giống phép thử tính phân kỳ, nhưng nhớ là phép thử tính phân kỳ chỉ thực sự có ích khi bạn muốn chứng minh cái gì đó phân kỳ. Vậy nên, nếu liêm của các số hạng không tiến tới không, vậy thì nó sẽ phân kỳ. Cách này hữu dụng vì bạn có thể chứng minh tính hội tụ. Một lần nữa thì nếu như không vượt qua phép chuỗi thử đa dấu, nó không nhất thiết sẽ phân kỳ. Nó chỉ là bạn không thể sử dụng phép thử chuỗi đa dấu để chứng minh rằng nó hội tụ.